Xin chào các bạn đã đến với kênh Michi Review của mình. Hôm nay em review phim Luật Hấp Dìm. Bộ phim phanh phui từng bộ mặt méo mó của xã hội hiện nay. Không lòng vòng nữa, chúng ta bắt đầu vào phim luôn nào. Tập trước tin Chan đã tìm thấy con gấu chó và Chan đã chụp cho ông chó già xem. Chan lấy xe quay trở về Bangkok trước dòng tin nhắn đợi chờ từ Thập Thép. Đi giữa đường con gấu chó lại kêu lên về cái lúc khao mua đồ. Nghe được tên phóng viên lấy chuyện ăn hối lộ làm cao tốc để tống tiền ông chó già. Tuy không có tiền nhưng xuống suối vàng nha, khao bị phát hiện. Lấy đá chọi bỏ chạy té khói bị xe tông trúng, Chan sôi máu khi nghe con gấu chó ghi âm được. Bên Thập Thạch cũng không kém gì mấy, nhớ lại hôm đó gây án, chó già liền nghĩ ra kế đổ tội cho con ổng, kêu tan tới nhận tội thay. Ông chó già ở nhà này vẫn nhẫn nhơ khi thấy con mình bị ném đá, vệ sĩ của ông thông báo con búp bê trên tay Khao có thể ghi âm, mặt ổng méo ngây tức khắc. Thi nằm ấp chăng gối sau một cuộc đấu kiếm cực sung mãn nhờ có lốc kết 1 giờ, rất hạnh phúc hà mọi người. Tin lo lắng cho Chan thấy bà mụ nội, trong khi Chan lấy xe một cách bình thường trong sự bình thường. Cái thằng già quýt tới gây chuyện rằng tất cả là do Chan, Chan vừa gì, nói chuyện ông Thập Thẹt đồng ý hợp tác với mình và quýt không có đủ le vồ đâu anh ơi. Hai người xảy ra những màn trao đổi chiêu thức giành quyền lực, nghĩ Chan sắp chết ư, không hào quang nhân vật chính không cho phép. Chan tỉnh dậy đã nằm trong nhà thờ, một cậu trai nai tơ bước tới, gợi nhớ về đứa bé lúc nhỏ Chan cõng trên vai, hứa pai này theo dõi từ đầu sông tới cuối sông. Bị bắn muốn lồi bú chỉ ra cũng là nhỏ này cứu. Pai kể về chuyện xưa đã có vài dân phản đối bị lũ xúc sinh tiễn về chầu trời chơi hết và đều muốn tìm Chan. Chan hồi tưởng về lúc xưa khi làm mẹ khổ khi ở đây, mẹ thì không sao đòi cá với Chan dân làng sẽ giúp lại mình bằng chai cà phê, giờ nhớ lại là em đã sai. Anh bồ tới lo lắng cho từng cọng lông đít của Chan, còn Pai chắc làm bình phong để ngắm nhìn cặp chính phát cơm chó. Chan dẫn tin tới nhà bạn cũ, nói bạn cũ thế thôi chớ đúng hơn là thằng người yêu cũ điên dại, đàn em kêu ra với một giao diện đầy máu hơn. Em nhìn ông Nguyên dẹo dẹo trước Chan đã thấy không ưng rồi, anh tin ra giữ bồ, đéo được đụng vào ghê tao. Ca từng khoe hình xăm trên bụng mà sai chính tả, ôi quê, thẹn quá hóa giận quay sang đánh đàn em, định sục luôn tin, Chan kiểu đéo được đụng vào bồ anh. Anh giận dỗi bé, bé chạy theo sau dỗ dành chuyện người yêu cũ chạp mạch nơ giòn, chán với con boss dâm dục nói ra mình có 10 tới hai mấy người yêu cũ chi không biết. Anh tin buồn lắm, vào nhà tắm kiểm lại dòng nước mắt cá sấu cho con đĩ bồ. Ra định hình lại nhân cách là anh ghen lắm đó. Con boss dâm ô hãy nói ra những thèm khát của anh, làm gì cũng được, em thích. Tin nói ra hết tất cả về nhà thằng điên này không an toàn, có tiền có quyền, Chan rất yêu, không sao đâu. Anh làm em sướng hơn cái thằng điên đó, yêu anh miễn làm nhau sướng là em ok. Ôm nhau trước bàn hạ công dân trong đôi mắt giải lòng khó tả. Tình yêu sách háng đi tìm con bồ cờ hó, thằng điên Nguyên ra chửi mà em rớt cục bóng của em ra vậy à. Chỉ có tiếng Chan mới làm dịu đi cái nóng của Nguyên chó điên. Hỏi bé bồ sinh tươi mới lộ ra đã nói việc chơi bê đuê của hai đứa. Ư thì chấp thuận được nhưng ghen nha. Chan đã cho người đem sữa con búp bê. Vụ án này sẽ kết thúc viên mãn. Chị dâu xe tới hỏi Chan sao biến đi đâu biệt tâm biệt tích vậy. Đang ở nhà thằng người yêu cũ chị mày khịa đường này hai top cũng đánh nhau giành trinh đít cho coi. Chuyện chính về con búp bê kể chị nghe liền sôi máu điên lên và đã có kế hoạch vạch trần lão Thập Thẹt ăn cơm nhà nước miễn phí suốt đời nhưng trước tiên phải hứa trước đã. Anh ơi dẫn em lên thiên đàn nà sục em đi, đêm nay em làm bé dẹo, nũng anh từ trong góc, góc là anh chết mê, hai người có tình yêu khoe khoang cho cha mẹ xem mình đã có bổ. Nhớ lại chuyện tình trắc trở của đôi ta, kiếm chế bản tính hám dục lắm nhưng kiêu gợi quá ai chịu được, nói lời yêu trong ánh mắt đựng đầy nước tiểu. Đợi tin ngủ say, Chan dùng cái còng số 8 cổng tin lại vào giường mình làm chuyện đại sự. Cặp phụ cũng hạnh phúc không kém, mà thằng Tan không biết nó có não hay không mà đang đi trốn. Úp video ân ái của mình trên story chi không biết để thằng cha khốn nạn tìm ra chỗ trốn. Bắt được anh thì bị tụi nó đánh thừa sống thiếu chết trong tiếng hét xé lòng của Tan. Thập Thép châm chọc Tan vì người thương có thể làm mọi chuyện, càng đánh thì càng nói Thập Thẹt không xứng làm bố. Sự thật được hé lộ khi phát hiện mẹ Tan có bệnh trong người giữ Tan lại mình sẽ chết. Cô ấy đã quyết định giữ Tan làm cho Thập Thép đau lòng. Ai biểu ông chơi chi với bà vợ nhắm sinh con được hạnh phúc THID xin cứ để Tan như này, thà chết còn hơn. Hai người cố an ủi nhau. Ngày làm cho máu điên của lão nặng hơn, Chan gọi đến vụ con búp bê cũng vui vẻ nhận lời đó. Tin tỉnh dậy trong đêm tối thầm lặng, bà nội cha nó trói tao vào giường chi vậy. Chan thông thả tới chỗ Nguyên, trước khi đi có món quà nho nhỏ là anh Quýt đấm cho te tu máu chảy tùm lum. Nguyên định chặt tay Quýt nhưng lòng từ bi của Chan không cho, tới giảng đạo về tiền bạc xin đừng làm giống em để rồi hối hận. Nhắc Nguyên về chuyện tin, đã rõ nhưng muốn đấm vào bản mặt của nó quá à. Chan bẻ mẹ luôn cái giường tới tìm con đũy tình yêu. Chửi tin là thứ hư thân mất nết khi phá cái giường tình eo. Anh đây đếch quan tâm chỉ quan tâm tới đũy tình yêu của đời mình đang làm gì.
Na Win nói luôn là đi tống tiền lão thập thẹt và chửi Tin là đồ ngu si. Chan cố uống nước mắt vào trong để nói những lời đau lòng nhau. Sao không dám nhìn thẳng mặt nhau vậy anh? Tin không tin vì người anh yêu sẽ không làm như vậy. Cha nhìn thẳng mặt chửi Tin sao làm chuyện này khó khăn dữ vậy, rồi trao chiếc dây chuyền mình chân quý cho người thương. Bỏ lại Tin tiếng hét xé lòng kêu gọi Chan là lướt trên trời cao cũng khóc ròng nước mắt. Chan tới chỗ mẹ đưa chai cà phê cá cược đã thua, con xin mẹ chúc cho con hoàn thành kế hoạch. Tôi xem cảnh này tôi biết bản tính cũ của Chan chưa thay đổi chỉ là gồng gai lên mà sống thôi. Chị dâu xé chuẩn bị đồ và Maya phụ trách live sờ chim thu hút quần chúng ăn dưa phải xem điều đặc biệt tối nay. Hai người lên y phục chuẩn bị đã xong giờ em chờ kịch hay bung ly lão thập thẹt. Nhốt Tin vào lãng cung, người yêu cũ nói người yêu mình trong khi mình đang lo lắng cho người yêu thì người yêu cũ bảo không sao, mình nổi máu chọc chó điên. Một đầu rồi, đánh nhau giành con đũi tình yêu vậy hai anh. Lúc đầu Tin hơi thọt chút thôi chớ thấy cái dây chuyền với lời chê trách cái được bút sức mạnh có nước Na Win ra chuồn gà chơi thôi, Na Win đã ngục ngã, ngu ai biểu chọc chó. Mình thua thì mình rủ người ta tông xe chết oách đi cho rồi. Tan được hân hạnh tống khứ lên máy bay như mấy thằng thần kinh bị sốc tâm lý phản vệ tới nơi. Thi bị trói trong nhà kho kêu đàn em thả, nghĩ tụi nó cho không, tất nhiên không, anh dùng mỹ sục kế uống nước rồi đâm vào háng của hai tên bảo vệ ngu đần. Ra ngoài còn một kiếp nạn nữa một trọi bốn không chọc cũng ngu, trong lúc anh ngục ngã Tin kéo anh dậy và nói mày phải chiến đấu để tận hưởng sự sung sướng của con đũi tình yêu. Hai người song kiếm hợp bích đá bốn vệ sĩ ra chuồng heo, hai người đi tìm con đũi bổ của mình. Chan đứng đây từ chiều trang bị thêm vài cái camera với hai bà chị live sờ chim trực tiếp cùng lúc Tin cũng đang đi trên đường. Cuối cùng lão thập thép đã tới, vào nhà phải đưa ra vật chứng để xác minh, bên hai bà chị đang chờ dấu hiệu manh động của Chan. Chan cảnh cáo trước coi chừng gặp họa như chơi nha, Chan muốn quyền lợi khi làm việc cho thập thẹt sẽ giúp lão thăng tiến trong công việc. Thập thẹt ưng rồi nha, còn vụ đứa bé sẽ kết thúc nhờ công sứ xếp hình tình một đêm của Chan rất u mê như chơi đá. Trước tiên phải nói hai người giết trong cùng một ngày phải xử lý hai hướng khác nhau thừa lúc cũng ra dấu manh động. Biết điều thì phát trên live sờ chim, quần chúng ăn dưa được nghe từ đầu đến cuối cách gây án của thập thẹt, trái dừa. Thằng vệ sĩ hóng được biến báo cho thập thẹt liền méo mặt ngay, trong 56 kế chạy là thượng sách. Núp vào trong góc tối đợi hai bà chị tới cứu mình nhưng xui sao từ trên đầu rớt xuống cây súng hên là Tin tới kịp, đưa nhau đi trốn thoát nơi này bị ông thập thẹt bắn cho lũng đầu. Em không biết sao bồ đã biểu chạy rồi mà cứ xà nẹo tiểu thư quyền quý quá, rồi ha lúc sắp bắn bồ lao ra cứu. Ôm nhau làm bia đỡ đạn cho nhau ăn mười mấy viên kẹo đồng, ngục ngã vào lòng anh khóc như mưa, chị dâu giải cứu kịp thời ngồi sướt mức trước cái xác của Chan. Đây là nhân vật chính và đạo diễn không cho phép chết cùng lắm à bầm dập què đồ thôi cứ thằng này mặc áo chống đạn mà sợ gì. Thi chạy tụt hai hoàn dái ra, tới nơi chỉ là sự tuyệt vọng chờ đợi anh, ngồi trong phòng chờ anh được Tan lại gần Hello Kitty nhờ làm loạn quá đà. Bun ly máy bay bị cấm bay suốt đời, hai người ôm nhau hạnh phúc còn tôi kinh hãi khi sức bun ly của Tan quá mạnh. Wow phao sáng thập thẹt đã chiếu rọi hết cả buổi sáng sớm, chắc nhục mặt lắm. Nằm trong bệnh viện mà con boss dâm ô này vẫn bóng dẹo, hành Tin không thương tiếc, giở cái giọng ra, em đang bị thương anh phải chiều em chớ, gặp tôi bỏ thí chớ không như Tin đâu. Chan trình bày cho về vụ live sờ chim trực tiếp với sẵn tiện dỗ bổ luôn, anh đã hết giận, tính chơi luật hấp gym bà vào phá đám. Bà dặn dò yêu thương là mày muốn hiếp thì ở nhà đây là bệnh viện. Tan thất vọng khi nghe bố không muốn gặp mình. Đưa Chan về nhà, Tin xin ở lại nhà muốn gãy lưỡi ra mà Chan đòi làm giá, phải nói câu gì cũng được mới chịu. Tưởng làm gì cao quý lắm, làm ô xin free, làm cho nhanh để còn vào bình bịch với em nha anh. Sau một đêm đấu kiếm, Chan tỉnh dậy đi theo những tờ giấy mà Tin để lại. Ú òa, Tin hát một tràn dài cải lương đưa ra chiếc nhẫn kim cương hạt é nói lời yêu. Thì mọi người nghĩ sao? Lúc đầu làm giá thế thôi chớ sao bỏ cái cây hàng làm mình sướng được, đeo nhẫn vào, Chan đe dọa vài lời cái sợ quá rút nhưng không còn tương lai nữa. Gửi thiệp cưới cho hai bà chị mừng rớt bóng lộn, kiểu mày biết tê chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho đám cưới lồng lộn diễn ra, tới thăm mẹ khoe là giờ con đã có bờ vai vững chãi để dựa vào khi yếu đuối. Ra tới cửa gặp thêm ông Tấu Hải Na Win đòi giành lại bổ, chửi hồi sao giờ thành mấy thánh Tấu Hải nhất nhì phim này. Vào nhà tắm như ông hoàng bà chúa. Đuổi mấy đứa dân thương ra, tao có quyền có tiền, cút ra hết. Ông già này gặp Chan vẫn chưa biết hối lỗi, vẫn trêu chọc. Tự cao tự đại lắm coi thử được bao lâu, tối tắm mà mấy khứa tù lúc sang bao quay hấp gym tập thể, đứa trội hơn là lấy cây sex toy đâm, không nằm ngoài dự đoán là thập thép sáng nhất bầu trời. Tin và Chan chuẩn bị làm ảnh cưới, càng sexy càng tốt, lúc chết còn có cả bài vị, thờ trên dưới kính từ con trai và thằng bồ nó, đi ra tâm sự kín với Thi giờ không ai ở với Tan. Không sao còn con đũi bồ đang ở đây, đừng sợ mãi yêu. Ở phong thay đồ,
Bà đi vào chúc phúc cho tin chơi bê đê phải biết chiều vợ không nó nắm đầu ra ngoài đường ở như chơi, chan đi vào thơm má từng đứa cháu trước khi lễ cưới bắt đầu. Hai người dắt tay nhau vào lễ đường, đeo nhẫn vàng kim cương hạt é vào tay chan. Trong tiếng reo hò của mọi người, hai người trao nhau những giọt nước miếng trước bàn dân thiên hạ, ai cũng vui hết chỉ trừ một người không vui, ngu dáng chịu. Cặp chính đã hạnh phúc không thể thiếu cặp phụ, hạnh phúc không kém. Kết thúc cũng đã là happy ending, người gì đâu mà có cái miếng dán cũng khoe body cho vợ xem. Hồ báo nói về vụ nam ngôi sao quấy rối tình dục một cô gái, chan đi vào vạch trần bộ mặt thật từng đứa, top mỡ đòi solo với top một hả mày. Về nhà có chồng thương chồng múc, rút kết ra bài học thế giới này có ra sao, đừng sa ngã theo bản chất của thế giới là được. Phim cũng đã kết thúc cả một series 8 tập. Vừa đau lòng, buồn, vui đều có đủ cả. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ cho mình một subscribe và một like để mình làm thêm tập phim mới nữa nhé. Tạm biệt các bạn.